안녕하세요. Xin chào các bạn. Papa Phan TV. Hôm nay thì mình đang đi mua sắm. Thường thì mình rất ít khi đi mua sắm như thế này. Lâu lắm rồi mình mới đi. Tại vì thường là mình chỉ mua online. Tại vì thứ nhất là lười, và thứ hai là mua online thì rẻ hơn. Và mình cũng ít khi xài đồ hiệu lắm. Mình chỉ xài những thứ như là giày này, hoặc là áo khoác thì mình xài đồ hiệu thôi. Chứ còn đồ mặc thường ngày đi làm thì mình ít khi xài đồ hiệu lắm. Nếu các bạn đi du lịch đó thì không có lựa chọn nào khác thì các bạn phải thứ nhất là nếu mà các bạn không mua đồ hiệu thì có thể đi chợ đêm Đông Đêm Mun. Có một số outlet nhưng mà nó khá xa Seoul. Thì các bạn không có lựa chọn nào khác thì các bạn phải đi các cái trung tâm mua sắm. Thì ở Hàn Quốc nó gọi là Baek Hwa Jeom. Baek Hwa Jeom ở trong tiếng Hàn thì nó dịch ra Hán Việt thì nó là tiệm tạp bách thì Bách Hóa. Bách Hóa Jeom. Nhưng mà đó thì là nó tiệm Bách Hóa, nhưng mà trong này nó bán toàn là đồ hiệu thôi. Và trong này có rất là nhiều thương hiệu. Thì hôm nay mình sẽ đi tìm kiếm một đôi giày của Onitsuka Tiger. Mình thì cũng không có rành tên của các thương hiệu lắm đâu. Onitsuka Tiger. Mình nghĩ là mình phải hỏi nhân viên ở đây rồi, tại vì không thấy đôi giày của mình đang kiếm. Không biết là nó đã ra chưa. Cái Lotte này thì không có rồi, mình phải đi sang một cái Lotte khác. Mình sẽ phải hỏi chứ không biết đường rồi. Shido ga yogi geo geo. Thế? Không biết cho mà nhiều, xin ban cho mình. Anh chúc ý xế. À đây. À, hình như cái bạn mà đứng ở quầy thông tin đó là bạn đó người Trung Quốc. Bạn nói tiếng Hàn không có giống người Hàn. Ồ tốt kìa, ổn là khỏe. Cảm ta phải lên tầng 4 lận. Đây mình thấy rồi, Onitsuka Tiger. Rồi mình vừa mới vào cái tiệm Onitsuka Tiger nhưng mà cũng không có cái đôi giày mình đang tìm. Và ngoài ra thì cũng không có đặt được cái đôi giày đó nữa. Nó không có sẵn, nó không, hình như là cái mẫu giày đó nó không có bán ở Hàn Quốc. Thường thì các bạn đi vào các cái khu mua sắm như thế này, mà nếu các bạn nói ồn ào quá thì người ta sẽ nghĩ là các bạn là người Trung Quốc. Hôm bên này đường rồi mình mới biết là lúc nãy mình đi vào cái Shinsegae nhỏ, nhưng mà nó có một cái tòa nhà Shinsegae bự bên cạnh nữa. Thì cái tiệm giày mà mình tìm á thì nó nằm bên đó. Bên cái tòa nhà bự hơn thì nó lại có nhiều thương hiệu hơn. Còn cái tòa nhà cũ á, tòa nhà nhỏ á, thì thương hiệu của nó là dạng thương hiệu cao cấp hơn và ít hơn. Nên bây giờ thì mình sẽ đi qua bên Zara thì coi có gì không, có gì hay ho. Mình đã tới miền Đông rồi. Miền Đông này thì chắc là cũng sẽ có người Việt rất là nhiều đây. Hầu như là khách du lịch. Ừ.
trên kênh của mình thì có một số bạn hỏi mình là người Việt ở Hàn Quốc có bị khinh thường, có bị coi thường không? Hoặc là có một số bạn nói là người Hàn Quốc không có coi trọng người Việt Nam. Câu thực ra là không phải như vậy. Thực ra thì do cách nhìn của bạn thôi, và do cái những người mà bạn tiếp xúc thôi, chứ không phải là người Hàn người ta coi thường người Việt. Những cái bộ đồ phong cách như thế này nè, street style như thế này thì nó lại không hợp với mình lắm. Thì cái áo ủi bộ áo này có da này là có giá là 140.000 won, khoảng 2.800.000, gần 3 triệu tiền Việt đó. Zara thì giày nó cũng đẹp. Cái giày này thì đúng là size của mình luôn, size 42 luôn. Nó có giá là 99.000 won, tức là tầm 2.2 triệu, 2.1 triệu. Cũng khá là dễ thương đúng không? Zara thì mình chỉ thấy được một vài item là được thôi. Tại vì đồ nó phong cách nó cũng hơi phương Tây một chút, hơi già cổ điển một chút. Nó không hợp với mình lắm. Mình cũng có một đôi giày kiểu giày lười như thế này đây. Nhưng mà chưa bao giờ xài. Mang đúng 2 lần để chụp hình thôi, chụp hình hình thẻ. Giá bao nhiêu rồi? 159.000 won, 3.400.000. 21 năm nay nè, mốt áo sơ mi năm nay nè, sọc kẽ, sọc dọc. Những cái áo cardigan như thế này cũng khá là đẹp này, lịch lãm này. Vì phong cách của mình là phong cách lịch lãm và nói chung là mình thích đơn giản thôi. Đây cũng là mốt của năm nay nè, mốt áo len cổ động nè. Thì mình lại không hợp với những phong cách gọi là phong cách street lắm, phong cách bụi bặm thì mình lại không hợp lắm. Đặc biệt là mình rất là thích sơ mi trắng, rất thích sơ mi và thích vest. Đây là vest của mình rất là nhiều, sơ mi cũng nhiều. Ô, có đôi giày này khá đẹp này, đôi giày này khá đẹp nhưng mà có 79.000 thôi. Đẹp quá, có vẻ rất là mát. Vì có lưới này. Phong cách thời trang của Nam Hàn thì nó như thế này đây. Mình xem cái áo sơ mi này nó giá bao nhiêu. Cái áo sơ mi này có giá là 59.000, tức là tầm 1.2 triệu tiền Việt. Đây bên này cũng có một cái áo sơ mi sọc như thế này, cái này cũng vậy, 59.000 won. 59.000 won thì thay vì mua hàng hiệu của Zara thì mình sẽ thích mua những cái đồ ở ngoài hơn. Chất liệu thì nó cũng không có kém gì là hàng Zara cả, mà nó lại rẻ bằng hơn một nửa thôi, rẻ bằng một nửa thôi. Giá trong thì giá bao nhiêu thôi, có giá này. Cái áo hoa này, cái hình mặt người này thì có giá là 49.000 won. Đây thì cái set cái áo này thì có giá là 50.000 won, 1 triệu này. Cái áo sơ mi trong thì 1.2 triệu. Đôi giày thì 120.000 won, tức là khoảng tầm 2.4 triệu. Đôi giày cũng khá là đẹp, 99.000 won, 99.000 won, tức là 2.1 triệu. Rất đơn giản nhưng mà đẹp.
Ủa, nhưng mà không nên mua, hẹn bạn lần sau. Rồi mình sẽ qua bên spa coi xem sao. Để tiếp tục cái câu chuyện lúc nãy thì hiện tại thì Hàn Quốc thì tiếng Việt nói chung là tiếng của các nước Đông Nam Á đang rất là hot. Đây là các bạn mà kiếm việc, mà các bạn mà biết tiếng Việt này, tiếng Indonesia thì rất là có lợi. Nói chung là người ta nhắm tới khách, tới lượng người du lịch, khách du lịch người Việt Nam cũng rất là nhiều. Đây thì sao mình nói thì đây, mà nó đang có một cái sự kiện gì đó mà người ta đang chia sẻ sống này. À, nó cũng có bằng những cái áo khoác da như thế này đây, một cái set như thế này này. Phong cách mình thấy rất là giống phong cách của mấy bạn trong BTS, đặc biệt là giống như bạn V chẳng hạn, cái bụi bặm này đúng không, đội mũ nè, cái khoác da này thì có giá là 70.000 won, thì nó là tầm 1.4 triệu. Những cái áo sơ mi này thì mình nghĩ tầm 30.000 won. Sơ mi của Spa thì nó giá nó khá mềm hơn so với sơ mi của Zara. Đấy, đúng rồi, nó có giá 39.000 won, rẻ hơn 20.000 won. Cái nón này thì không biết bao nhiêu ta. À, cái nón này có giá 19.900 won, 20.000 won đó. Mình sẽ lên tầng 2 kia. Tiếp tục cái câu chuyện mình đang nói gian dở thì là, tức là người Việt có được coi trọng không? Thì dạo gần đây thì câu trả lời của mình đó là người Việt đang được coi trọng ở Hàn Quốc. Tức là khi mà bạn giỏi tiếng Hàn, các bạn ra trường giỏi tiếng Hàn thì các bạn sẽ được trọng dụng. Các bạn dễ có cơ hội kiếm việc hơn là các nước, ví dụ như các nước nói tiếng Anh chẳng hạn. Các nước nói tiếng Anh thì hầu như là người ta qua Hàn để chỉ trở thành giáo viên thôi, chứ người ta cũng không có dễ gì kiếm việc. Đặc biệt là các bạn đến từ các nước châu Âu, ví dụ như là các nước châu Âu mà không nói tiếng Anh thì rất là khó kiếm việc. Thì ở Hàn thì mình thấy là đi kiếm việc thì người ta chỉ coi trọng là khi bạn nói được tiếng Hàn hay không thôi, chứ không coi trọng là bạn ở nước nào đâu. Đây, phong cách của mình là phong cách này đây. Đây, phong cách này nè. Mình hay thích mặc đồ như thế này nè. Rất là lịch lãm và rất là, nói chung là đơn giản nhưng mà lịch lãm. Đó, mặc sơ mi và bên ngoài là có một cái khoác nhẹ. Sau đó là một cái măng tô dài, quần tây. Giày thì cũng là giày đơn giản, giày casual thôi, cũng hẳn là phải giày tây đâu. Thì nếu bạn nào mà có phong cách mặc giống như mình, đơn giản, thích mặc sơ mi, thích mặc vest, thích mặc quần tây hoặc là kaki, thì các bạn có thể, nếu mà các bạn đến Hàn Quốc thì các bạn hãy ghé thăm Spa. Vest của Spa nó cũng đẹp này, nó cũng trẻ trung hơn Zara. Những cái set đồ như thế này nó cũng đơn giản này đúng không? Sơ mi của Spa thì nó có giá tầm 800.000. Một cái set áo vest như thế này đây. Một cái set như áo vest như thế này thì nó có giá tầm 2 triệu hơn thôi. Không mắc lắm đâu. Nhưng mà nó rất đẹp. Này, như cái áo này nó có giá 80.000 won này. Mình nghĩ là một cái set áo vest này thì nó tầm dao động tầm từ 2.5 triệu đến 3 triệu. Ngoài ra thì cái áo măng tô này thì nó có giá tầm mình nghĩ là bao nhiêu vậy? Giá 140.000 won. Nó rất đẹp đúng không? Mà các bạn nam ở công sở ở Hàn thì người ta cũng hay mặc áo vest, sơ mi, nên là nhìn cái phong cách nó rất là lịch lãm. Đó, thực ra thì mình đi mua đồ thì mình cũng chỉ nhìn các set đồ như thế này nè, xong rồi mình mix theo thôi. Đó, cái
xét đồ như thế này thì rất là nhìn rất là đơn giản nhưng mà rất là lịch lãm luôn. Đó, nhìn đi. Bên này cũng có một cái set đồ khá là đơn giản và đẹp này, dễ thương này. Áo màu hồng nhưng mà kéo khóa ở ngoài màu hồng. Đó, rất là đơn giản luôn. Bên trong là một cái áo thun có một chút chi tiết và đồ nón nữa. Set này cũng đẹp nữa đúng không? Set này có vẻ bụi bặm hơn nè, có vẻ street style hơn. Set này cũng vậy. Tại vì đây cũng có một set nữa cũng đẹp này, khá ấn tượng này. Cái áo khoác này đẹp quá ta, 50.000 won. Năm nay thì mình thấy cái loại túi đeo chéo như thế này cũng rất là phổ biến nha. Cái áo này thì có giá cũng tầm 40.000 won. Nói chung là áo ở spa thì mình thấy tầm dao động từ 800 tới 1 triệu là nhiều. Quần jean và quần tây thì cũng tầm là giá đó. Những cái set outfit như thế này thì nó quá gọi là quá formal rồi. Mình thì là ít mặc kiểu formal như thế này đâu. $160.000 won. Thì tầm 3.2 triệu. Set outfit 3.2 triệu. Áo vest ở hàng thì nó cũng theo mùa nữa. Mùa xuân thì người ta mặc áo vest mỏng hơn. Mùa đông, so với mùa đông. Hôm nay thì mình đi xem vậy thôi, chứ mình không mua đâu. Mục đích của hôm nay là ngày hôm nay là đi mua giày thôi mà. Giờ mà cứ thấy cái gì cũng thích thì chắc là sẽ sạc nghiệp thôi. Phải kiềm chế cái nỗi gọi là cái nỗi niềm thích thú khi đi mua sắm. Hôm nay thì chỉ vậy thôi, mình cũng muốn cho các bạn xem một buổi mình đi mua sắm shopping ở trung tâm mua sắm gọi là Bách Hóa Trong. Thì vlog của mình hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau. Anh nhau. 나처럼 서울에서.